Leaving. Okay, very good. Yeah, thank you. Okay, so please look at the red notes. Okay, so the first word. For this word, you should pronounce like ho, o, ho and hometown, hometown. Home, home mở hả? Yeah, Home, you. home, 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 Yeah, home. excellent. Yeah, that's right. Hometown. Yeah. Homer. Không. Hometown. Hào. Hào. Okay, good. And this word, you should pronounce like leave. It's not live. Leave. Leave. Ở. Leave. Okay, that's right. Okay, so this word. This word, you pronounce kind of correctly. However, please note the ending sound. Duh, duh, okay? Countryside. Countryside. Countryside, Huh. countryside, Yeah. countryside. Yeah, that's right. Please whenever you pronounce, please note. Please notice the ending sound. So countryside, countryside. And this word. Whenever you see the word C and E here, C-E at the end of the word, it's like peaceful, peaceful. 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 Yeah, that's right. Similarly, this C-E at the end of the word, right? So, once a month. Last month. Okay, that's right. Okay, good. And this. Okay. Hard Hard. working. That's right. Hard. Hard working. Hard working. Okay. And this word. How many syllable are there? How many syllable? Four. Four Mấy syllable. Tức là bao nhiêu âm á chị? Four. Four âm, bốn âm đúng không ạ? Four bốn syllable. Okay, vậy thì so chị thấy nó stress, chị thấy nó nhấn vào âm nào ạ? Nếu mà nhìn vào cái phần phiên âm chị thấy nó working I'm in sorry. This word. Cái từ hiếu khách đó chị. speed Đúng rồi, nó car nhấn speed. vào. Vậy thì cho em hỏi một tí là khi mà chị thấy nó có cái dấu stress trên cái từ đó thì cái từ đó phải đọc như thế nào so với các từ còn lại? Đọc cao hơn Dạ đúng rồi, đọc cao hospital hơn. hospital hospital table. Chị nhìn cái từ này nó không phải là thay mà nó là thờ. Vậy thì chị có thể đọc lại đi. Em thấy chị đọc gần đúng rồi đấy. Hospital Yeah. Okay. hospital. Yeah, hospitable. Hospitable. Yeah, that's right. Chỉ cần cái từ này mình không đọc thay là nó sẽ không bị cao. Mình đọc thờ là nó sẽ thấp lại nè. Hospitable. Hospitable là cái từ khi là nó cao nhất nè. Right? Hospitable. Okay, that's right. Okay, let's see. Similarly, C-E at the end of the Pace. word. Pace. Pace. Yeah, pace of life. And Pace line. pace of life. How about Fresh. 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 Fresh air. Fresh Okay. air. However, whenever you see the sound here, like cái sound này nè chị, thì chúng ta phải đọc kiểu như sờ nặng á. Sờ. Rest, 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 Fresh. rest air, Fresh air. Sure. rest, rest air, rest air. Có đọc quen. Khó đâu. Chị chịu Rest thử đọc cái air, sờ nặng giúp rest. em đi. Sờ. Sờ. Sure. Rest, rest air, rest air, Ok, rest khi mà air. chị đọc cái chữ sờ này á thì chị công đổi là được sờ, fresh, fresh. Fresh. Rest, rest, rest. Yeah, fresh air. So, fresh air. Nên là chị để ý cái chữ này nha. Ví dụ chúng ta có chữ fashion đi. Thì bắt đầu bằng Frost. này fashion.
sorry. Thời trang đó chị. Đấy, thì cái chữ SH nó cũng là cái sờ nặng này. Thì là fashion, fashion. 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 Yeah. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Okay, good job. Very good. Yeah. Okay, thank you. Fresh air. Okay. So now I think that I can you make some sentences? You need to pick out one of these phrases or one of these words, and then you make some sentences about yourself. Okay. For example, my hometown is Đồng Nai province, and I often blah blah blah, something like that. Okay. Bây giờ thì rồi bây giờ thì chị dựa vào những cái từ trên này nè. À đúng rồi, cho em hỏi là trong tất cả các từ vựng trên này thì chị đã biết nghĩa hồi trước là chị đã biết nghĩa hết chưa? Có chưa cái... biết vài từ à? À biết vài từ, vậy chị nói giúp em là cái từ nào chị không biết kìa. Ví dụ như là peaceful nè, peaceful. Peaceful rồi hospitable, hospitable. Pay of life. A pace of life. Pay of life. Pay of life. Okay. Rồi. Worth living. Fresh air cũng không nhớ nè. Fresh rồi. Air. Worth living. Cũng không. Okay. Biết rồi. Được từ. Dạ, dạ. Okay. À, vậy, dạ vậy thì trong trong những cái từ sau đây ạ. Trong những từ sau đây, ví dụ cái chữ hometown, cái chữ vision rồi là chị biết hết rồi đúng không ạ? Dạ rồi, vậy cái chữ peaceful là chị không biết. Cái chữ peaceful thì thường á, nó sẽ mô tả về đồng quê, những cái vùng nông thôn á, thì người ta gọi nó là peaceful. Nó sẽ trái ngược với cái chữ gì ạ? Noisy, right? Noisy. Noisy là kiểu khi mà mình mô tả được. Ví dụ chị nói giúp em là quê của tôi thì rất là yên tĩnh, thì chị sẽ nói như thế nào ạ? My hometown is very peaceful. Yeah, very good. Peaceful. Peace. Peaceful. Okay. Peaceful. Yeah, that's peaceful. Right. Peaceful. Yeah, yeah, that's right. My hometown is very peaceful. Okay, đấy. Đấy thì chị đang dùng một cái tính từ để mô tả về đồng quê, về những vùng nông thôn. Vậy giờ ví dụ cái chữ hiếu khách đi, thì chị nói con người ở quê tôi hiếu khách. People. Stay. My hometown is very hardworking. Hardworking and hiếu khách nữa chị, thêm cái chữ hiếu khách nữa. And hospitable. Okay, hospitable. Okay, that's right. Thank you. Rồi bây giờ cái mình nói á, mình nói là con người ở quê tôi thì mình chỉ cần nói là people in my hometown thôi ạ. People in my hometown là được rồi. People in my hometown are very hardworking and hospitable, right? Vậy thì mình sẽ dùng are đúng không ạ? Mình có dùng is không ạ? Are. Dạ đấy. Thì chúng ta không cần cái chữ stay nữa, chỉ nói là con người ở đâu, con người ở my hometown vậy. That's it. Okay, so rồi cái chữ nhịp sống thì thường mô tả về cuộc sống đồng quê, cuộc sống thành thị thì người ta cũng dùng cái pace of life, tức là cái nhịp sống nhanh hay chậm. Ví dụ như thường ở thành phố thì người ta có nhịp sống nhanh đúng không ạ? Thì chị nói là nhịp sống ở thành phố thì rất là nhanh, thì chị sẽ nói như thế nào ạ? Speed of life in city very fast. Very good. Yeah, very good. The pace of life in the city. Đây, chúng ta thêm những cái mạo từ the vào chị nhé. The pace of life in the city is very fast. Đấy là chị được một câu rồi đấy. Còn tương tự như vậy thì nói cuộc sống ở nông thôn thì nhịp sống ở nông thôn thì chậm thôi, thì cũng tương tự vậy đúng không ạ? Rồi
Cái từ nông thôn à, countryside. Countryside, countryside. Ok. Rồi cái chữ đáng sống thì người ta cũng có cho một cái ví dụ này. I can say that my hometown is a place worth living. Tôi có thể nói rằng cái hometown, vùng quê của tôi, cái nơi mà tôi sống á, thì rất là một nơi rất là đáng sống. Đấy. Thì những cái từ này là những cái cụm từ này thì có thể dùng để mô tả về cuộc sống, tức là cuộc sống đồng quê hay là cuộc sống ở thành thị. Ok, that's it. Ok, so I will move on.